Mặc dù đoạn bờ bao bị vỡ đã được lắp đặt lại, nhưng nhiều vườn mai tại thành phố Hồ Chí Minh, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang còn bị ngập nước. Người dân trong khu vực cho biết, sự cố vỡ bờ bao xảy ra tại đoạn bao thuộc tổ 4 vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11. Do nước lên quá nhanh nên hầu như người dân đều bị động, không kịp ứng phó. Nhiều hộ dân sống ở khu vực trên cũng cho biết vườn mai của họ đã bị ngập nước trong do đợt chiều cường này. Không chỉ vậy, chiều cường còn khiến hàng chục hộ dân bị thiệt hại về tài sản. Nãy đầu cống thì ba con bắt được con. Cống nào? Cống này nè.